danh hiệu chư Phật. Phẩm thứ năm, một Phổ Hiền hỏi, lúc đó ngài Phổ Hiền Bồ Tát thưa cùng ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Thưa nhân giả, xin ngài vì trời, rồng, Bát Bộ và những chúng sanh trong đời sau mà nói rõ danh hiệu của những địa ngục là chỗ thọ báo của hạng chúng sanh chịu tội khổ trong cõi Ta Bà cùng diêm phù đề này, và nói những sự về quả báo không lành làm cho chúng sanh trong thời mạt pháp sau này biết rõ những quả báo đó. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Thưa nhân giả, này tôi lương oai lực của Đức Phật cùng oai lực của ngài mà nói danh hiệu của những địa ngục cùng những sự về tội báo và ác báo, hai danh hiệu của địa ngục. Thưa nhân giả, phương đông của cõi Diêm Phù Đề có dãy núi tên là Thiết Vi. Dãy núi này tối thẳm, không có ánh sáng của mặt trời, mặt trăng. Trong đó có địa ngục lớn tên là Cực Vô Gián, lại có địa ngục tên là Đại A Tỳ, lại có địa ngục tên là Tứ Giác, lại có địa ngục tên là Phi Đao, lại có địa ngục tên là Hỏa Tiễn, lại có địa ngục tên là Giáp Sơn, lại có địa ngục tên là Thông Thương, lại có địa ngục tên là Thiết Sa, lại có địa ngục tên là Thiết Sàng, lại có địa ngục tên là Thiết Ngưu, lại có địa ngục tên là Thiết Y, lại có địa ngục tên là Thiên Nhẫn, lại có địa ngục tên là Thiết Đơn, lại có địa ngục tên là Thiên Đồng, lại có địa ngục tên là Bảo Trụ, lại có địa ngục tên là Lưu Hỏa, lại có địa ngục tên là Cát Thiệt, lại có địa ngục tên là Tỏa Thủ, lại có địa ngục tên là Thiêu Cước, lại có địa ngục tên là Đạm Nhãn, lại có địa ngục tên là Thiết Hoàng, lại có địa ngục tên là Trảm Luận, lại có địa ngục tên là Thiết Thù, lại có địa ngục tên là Đa Sân. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng: Nhân giả, trong dãy núi Thiết Vi có những địa ngục như thế, số nhiều vô hạn, lại có địa ngục Kiếu Oán, địa ngục Bạc Thiệt, địa ngục Phẩm Miếu, địa ngục Tâm Tỏa, địa ngục Hỏa Tượng, địa ngục Hỏa Cẩu, địa ngục Hỏa Mã, địa ngục Hỏa Ngư, địa ngục Hỏa Sơn, địa ngục Hỏa Thạch, địa ngục Hỏa Sàng, địa ngục Hỏa Lưu, địa ngục Hỏa Ưng, địa ngục Cứ Nha, địa ngục Bát Bì, địa ngục Ẩm Huyết, địa ngục Thiêu Thủ, địa ngục Thiêu Cước, địa ngục Đạo Thức, địa ngục Thiết Ốc, địa ngục Hỏa Ốc, địa ngục Hỏa Lan. Những địa ngục như thế, trong đó mỗi ngục lớn lại có những ngục nhỏ, hoặc một, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn, những đến trăm nghìn trong số đó, danh hiệu đều chẳng đồng nhau. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói với ngài Phổ Hiền Bồ Tát rằng: Nhân giả, đó là do chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề làm những điều ác mà tùy nghiệp chiêu cảm ra những địa ngục như thế. Nghiệp lực rất lớn, có thể sánh với núi Tu Di, có thể sâu dường biển cả, có thể ngăn đạo thánh. Vì thế chúng sanh chớ tin điều quấy nhỏ mà cho là không tội. Sau khi chết đều có quả báo, dầu đến mấy muốn cũng phải chịu lấy. Chỉ thường như cha với con, mỗi người cũng theo nghiệp của mình mà đi khác đường. Dầu cho có gặp nhau cũng chẳng bằng lòng chịu khổ thay nhau. Nay tôi nương oai thần của Đức Phật mà nói sơ lược những sự tội báo trong địa ngục, trong môn nhân giả tạm nghe lời đó. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát đáp rằng: Dầu từ lâu tôi đã rõ tội báo nơi ba đường ác đạo rồi, nhưng tôi muốn nhân giả nói ra để làm cho chúng sanh có tâm hành ác trong đời mà pháp sau này nghe được những lời dạy của nhân giả mà biết quy hướng về giáo pháp của Phật. Tội báo trong địa ngục. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Thưa nhân giả, những tội báo trong chốn địa ngục là như vậy. Hoặc có địa ngục kéo lưỡi người tội ra mà cho trâu cày trên đó, hoặc có địa ngục moi tim người tội để cho quỷ gà xoa ăn, hoặc có địa ngục vạt dầu sôi sùng sục nấu mấy thân người tội, hoặc có địa ngục đốt cột đồng cháy đỏ rồi bắt người tội ôm lấy, hoặc có địa ngục từng ngượng lửa lớn bay tấp vào người tội, hoặc có địa ngục toàn cả thuần là băng giá, hoặc có địa ngục đầy vô hạn đồ phẫn tiểu, hoặc có địa ngục lao gai chọc sắt, hoặc có địa ngục đâm nhiều nhát lửa, hoặc có địa ngục chỉ đập vai lưng, hoặc có địa ngục chỉ đốt chân tay, hoặc có địa ngục cho rắn sắt cuốn cắn, hoặc có địa ngục xua đuổi chó sắt, hoặc có địa ngục đóng ách lừa sắt. Nhân giả, những quả báo như thế, trong mỗi ngục lại còn có trăm ngàn thứ khí cụ để hành hình, đều là bằng đồng, bằng sắt, bằng đá, bằng lửa. Bốn loại khí cụ này đều là do các hành nghiệp quấy ác của chúng sanh mà cảm ngờ ra. Nếu tôi thuộc rõ cả những sự về tội báo ở địa ngục, thời trong mỗi ngục lại còn có trăm ngàn thứ khổ sở, uống chi là nhiều ngục. Nay tôi đừng quay thần của Đức Phật và vì nhân giả hỏi mà nói sơ lược về việc đó, nếu nói rõ cả thời cùng kiếp nói cũng không hết. Ha ha ha,